Con thì công cần muốn bắt. Giờ tôi nói vậy thôi, anh muốn làm đi trời. Cái ông chơi vô kiếm nghề vậy anh cháu à. Vô rồi. Đó. Gì vậy? Mà ông mang đồng của tôi qua rồi. Mà còn cái tiền của ai nữa. Cái này xuống diễn viên kia cái cần câu kia cũng có cái tiền kìa. Bây giờ có giọt cạn quá anh Minh. Giờ có sao vớt. Giờ giọt sâu quá. Sách tay lên nha. Sách tay lên. Để xuống dân kia. Lên nó nổi chừng mặt nước mà sách trong tay mà. Nó chưa chừng thì ai bắt được. Nhảy lên lên rồi. Bỏ lên bỏ lên. Ai như vừa nói dốc gì bỏ bò nãy tôi thấy là nó nổi cái đầu lên. Con này là hôm vừa rồi thằng kia nó đánh chảo bị đít nè anh ấy. Anh nhớ không? Hôm kia á. Cái trai kia em nhớ làm sao nhớ được con nào con nào. Ba mấy con hết rồi. Biết nhớ con nào. Một hai con thì cũng nhớ nữa. Xin chào hai tháng. Giờ mới vô được. Bò đập heo luôn. Wow. Đuôi mà. Hai cái xui là cái nhiều nhất luôn á. Con nặng có luôn á. Để nghe mất lửng rồi chú hai ơi. Nghe mất lửng rồi. Trời nó cuộn kìa. Bà, nó mở giúp tôi một đùng đang sao giờ. Nó bậy lỗ rồi, bậy lỗ mai mốt vô em nằm thôi. Để con cắt chợ cho. Đây nằm không ạ? Để mấy chú ơi. Ừ. Đây đây, từ từ nha. Có từ từ từ. Rồi, móc đuôi rồi. Từ 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 nha. Từ từ bớt nha, kiếm kiếm lưỡi nha. Xích ghế xích người vô nè mấy chú ơi. Mất 8 triệu. Từ từ chứ nó còn chú ý mà sao chích được. Chừng này nó lên đây, chừng này nó phình lên này mình làm đi kia là nó được. Sao 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 sao. Đậu nấu đồ ra. Sao 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 sao. Sao sao. Sao đi. Wow. Ủa chỗ hết là chi mà hả? Là đồ mà nó đi là đồ nó gầm sình không á. Ơi đúng rồi, nãy giờ nó đi là đồ nó dướng người ta nhiều nữa. Ơi nãy giờ lo con cá nhé. Cá tính sâu tiếng này nhiêu qua? 4 ký 80 cái chơi. Cái cha là cái cha là đúng rồi. Con này lên hết đúc nè. À, B1. Đây nè, đây nè. Xé ra ra. Trời. Nó quẩy y chang chỗ này nè là được à, tập trung đó đi. Sao nó phần ra ông đu vợ cái được ông đưa nếu mà nó ăn được như vậy là tôi dắt được à. Nhớ nghe anh đi. Trong đi. Trong bớt cho mình. Vô đâu mà lấy chiếc xe rùa này ra nè. Lấy gì? Nó xuống biết xe. Nhưng mà nó dắt cá này để bắt con cá nè. Đi trong đi sao sao. Nè nè nè. Đừng nhá, này mấy cái số thì đó. Wow. Tôi nói không chưa có được. Bình dưới ở đây mới được. Cái con này nhỏ 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 yếu chứ đồ con này nó cũng khỏe chứ. Đây rồi, vô. Cầm thử con này bao nhiêu ký kìa. Con này là tập heo không á? Con này
Thành phố này đám cá không tầm 26 hay 7 cái. Wow. Mà nó bó là hai con cá bự. Đâu? Cắn. Cắn đi. Ơ gì vậy? Cắn. Cần hả? Cần lưỡi cá ơi. Ơi mà đừng cắn. Cẩn thận. Lưỡi cá. Đó rồi. Cá bò. Cha nó. Đùi. Ơ cần hả? Cần lưỡi cá hơi nhiều click. Lên lên căn bàn. Lên. Con này đọc chắc vì tại hôm rồi bọn em bắt con 21 kg 82 nó nhỏ hơn con này mà nó thôi đem vô kinh bàn luôn. Bấm cân lại. Nhiều. Hạ cần xuống. Hai mươi bốn ký hai mươi ba luôn. Xuống đi. Chưa xé. Đi đâu?